Một hôm, bà mẹ tốt bụng Holly đi xuống để tưới cây trong vườn. Vào lúc đó, bà thấy ba người thợ săn lực lưỡng cùng nhìn về phía nhà mình. Mẹ đi về phía họ đầy tò mò. Này, mấy người kia, các anh làm gì trong vườn của tôi vậy? Khu vườn này, nhà cô già nằm trong vùng săn bắn của chúng tôi. Vì vậy bà cần rời khỏi ngôi nhà của bà ngay lập tức. Chúng tôi sẽ đập ngôi nhà của bà và xây một nhà nghỉ săn bắt ở đây. Nhưng sao có thể làm vậy được? Tôi đã sống ở đây hàng bao nhiêu năm. Đừng có gây khó khăn nữa bà già. Nếu bà không rời khỏi ngôi nhà ngay lập tức, chúng tôi sẽ phá ngôi nhà khi bà ngủ say vào ban đêm. Đám thợ săn đi về phía ngôi nhà và cười lớn. Mẹ Holly cố ngăn họ lại nhưng không được. Đám thợ săn bắt đầu phá các cửa ra vào và cửa sổ với rìu của mình. Mẹ Holly vội vàng chạy đến khu vườn phía sau trong rừng và bà hô quán giúp đỡ. Giúp tôi với, có ai nghe thấy tôi không? Lúc đó, Emily chú ý tới tiếng nói vọng lên từ giếng. Hả? Mẹ Holly, mẹ đó sao? Có chuyện gì vậy mẹ? Emily ơi, con ra đây ngay đi, mẹ cần con giúp. Emily bỏ lại bức tranh chữ thập đang thêu và nắm chặt sợi dây đi xuống dưới giếng. Mẹ Holly vui mừng khi thấy cô. Sáng nay ba tên thợ săn tới và bắt đầu phá ngôi nhà của ta. Họ sẽ xây khu nghỉ ngơi săn bắn ở đó. Nhưng mẹ đã sống ở đó bao nhiêu năm rồi mà, họ không thể làm như vậy được. Con có ý này, nhanh lên, chúng ta sẽ cứu ngôi nhà của mẹ khỏi đám thợ săn đó. Trong khi đám thợ săn đang đập phá bên trong ngôi nhà, một cái bóng đen vụt qua cánh cửa sổ. Này, mày thấy gì không? Là ai thế? Là gấu sao? Chúng hơi hoảng hốt khi cái bóng đó vụt qua cánh cửa sổ lần thứ hai. Hả? Nó lại vừa chạy qua đúng không? Nó chắc chắn là gấu rồi. Đám thợ săn lấy cung tên lên và xông ra. Nhưng chúng không thấy con gấu nào cả, mà là một phù thủy già xấu xí. Đám thợ săn, ngôi nhà đầy ma và tiên, ra khỏi đây ngay. Đám thợ săn không nhận ra một phù thủy xấu xí đó chính là mẹ Holly. Làm gì có ba quỷ đâu chứ, bộ phù thủy già kia. Nếu không tin ta, thảm họa sẽ xảy đến với các ngươi. Ta là phù thủy già nhất khu rừng. Dù mẹ Holly nói gì với đám thợ săn đi nữa, bà cũng không thể thuyết phục chúng. Đám thợ săn tiếp tục đột nhập vào bên trong ngôi nhà và phá hủy nó. Mẹ Holly nói với Emily rằng bà đã thất bại đánh lừa đám thợ săn. Nhưng Emily có kế hoạch khác. Một âm thanh đáng sợ bắt đầu vang dội ở phía trong ngôi nhà khi ba tên thợ săn giảm dở đang ném từng món đồ phía trong ngôi nhà. Ta là hồn ma của ngôi nhà. Giờ ta sẽ đến để áp các ngươi. Đám thợ săn hoảng sợ bởi âm thanh đó. Khi chúng vừa dã nhìn xung quanh, lọ qua trên bàn rơi xuống đất dở toang. Hả? Sao lọ qua nó rơi xuống được chứ? Là mày làm rơi đó. Không phải tao, là nó đó. Không, chắc chắn mày đã dấp chân vào. Đừng làm mấy âm thanh ghê sợ đó nữa. Nhưng tao có làm mấy âm thanh đó đâu. Chúng mày đang nói cái gì vậy? Không phải là chúng ta đâu. Trong khi đám thợ săn đang cãi giả lẫn nhau, các cuốn sách bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống đất. Đám thợ săn không thể chịu đựng được sợ hãi và bỏ chạy ra ngoài. Emily thò đầu ra khỏi dãy ghế mà cô đang trốn và cười nhẹ nhàng. Quá ra đó là Emily đã dọa bọn thợ săn bằng giọng nói của mình và làm rơi đồ vật với sợi dây trong suốt. Nghe đây, mụ phù thủy già đó chỉ làm chúng ta rối trí thôi. Tiếp tục công việc đi đâu.
Khi đám thợ săn bước vào nhà, chúng thấy một con ma lớn với đôi cánh to và đen ngay trước mặt chúng. Chạy mau! Đám thợ săn chạy ra khỏi ngôi nhà, chân run lập cập và không bao giờ trở lại nữa. Quá ra, thứ chúng tưởng là ma chính là mẹ Holly. Đám thợ săn chạy nhanh đến nỗi chúng bị lạc đường. Vào lúc đó, chúng gặp một cô gái trẻ trong rừng. Này cô gái, đừng đi về phía đó. Có một con già đầy ma ở phía đó đó. Con ma đã làm chúng tôi mất trí và chúng tôi bị lạc đường. Ôi không, tệ quá. Hãy cầm lấy chiếc chìa khóa này. Một cái cổng màu vàng sẽ xuất hiện trước mặt các anh. Hãy chạy trốn khỏi đó. Đám thợ săn bỏ chạy với chiếc chìa khóa, nhưng chúng không biết rằng chính cô gái trẻ Emily này đã dọa chúng. Một lúc sau, một cánh cửa vàng xuất hiện trước mặt của đám thợ săn. Bộ dạng của tên thợ săn sau khi đi qua cánh cổng hoàn toàn thay đổi. Rìu và cung tên biến mất. Tôi sẽ không bao giờ đi săn nữa đâu. Tất cả các loài vật sẽ là bạn của tôi. Tôi sẽ luôn tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ cây và các loài thực vật. Tôi sẽ không bao giờ xâm hại nhà hoặc tài sản của ai nữa hết. Tất cả ba người thợ săn trở thành người tốt và rời đi. Mặt khác, Emily vui vẻ trở về với mẹ Holly. Mẹ thấy chưa? Chúng ta biết sẽ lấy lại nhà cho mẹ mà. Ừ, đám thợ săn không săn chúng ta, mà chúng ta săn chúng. Nhưng nhà của mẹ Holly trở thành một đống đổ nát. Cùng nhau, họ quyết định sửa lại và khôi phục ngôi nhà. Tuy nhiên, lần này họ phải nhờ Emma giúp đỡ. Nhưng Emma, cô ấy không thích làm việc một chút nào. Emily đi vào khu vườn qua và gọi Emma. Khi Emma biết rằng mẹ Holly cần giúp đỡ, cô vui vẻ đồng ý tới đó. Họ giúp đỡ nhau trong nhiều ngày và sửa lại ngôi nhà rồi dọn sạch mọi thứ. Buổi tối đó, họ ngồi quanh chiếc bàn đầy đồ ăn ngon và nói về tầm quan trọng của sự đoàn kết phái nữ. Khi phụ nữ giúp đỡ nhau, giải quyết mọi việc dễ dàng hơn nhiều. Trong vương quốc của công chúa Sunshine, người đã ngủ quên trong sừng nhiều năm, có một bà tiên đen độc ác. Tiên đen sống trong tòa lâu đài với người bạn duy nhất là dơ đen Blacky. Một hôm, khi tiên đen nhìn vào chiếc nhẫn thần và thấy nàng công chúa ngủ trong rừng, Sunshine được đánh thức bởi một hoàng tử dũng cảm. Tiên đen tức giận đến nỗi bao phủ quanh mụ là dòng lửa xanh. Xin chủ nhân bình tĩnh, đây không phải là lúc giận dữ đâu. Ta sẽ làm cho con Sunshine hối tiếc khi phải mở mắt. Trong khi đó, hoàng tử tặng Sunshine một chú ngựa trắng. Chú kỳ lân này được đặt tên là Luna, có đôi cánh thần. Công chúa ngay lập tức nhảy lên lưng của Luna và bắt đầu bay lên trời. Ồ, tuyệt vời quá. Bay cao nữa đi Luna, hãy bay cao hơn nữa. Thấy Sunshine hạnh phúc, tiên đen càng tức giận hơn. Xin chủ nhân bình tĩnh, người rất mạnh mẽ mà. Ngay từ khi tiên đen còn là một nàng tiên nhỏ, mụ vẫn luôn gây đau thương cho những nàng tiên khác. Mụ thường ném bùn vào một nàng tiên và luôn chê tóc của nàng tiên khác. Tóc ngươi thật xấu xí, trông giống như sừng hưu vậy. Một hôm, khi mụ làm hỏng đôi cánh của nàng tiên Yasin với bùa chú ma thuật, nàng tiên Yasin ngay lập tức
tới chỗ thượng đế để tâu báo về tiên đen. Đủ lắm rồi, quân lính đâu? Hãy nhốt tiên đen vào nơi xa nhất, tối tăm nhất và cách biệt trong rừng sâu. Vì vậy tiên đen phải dành cuộc đời mình cô độc trong rừng sâu thẳm. Tệ hơn nữa là những đóa hoa rực rỡ không được nở quanh mụ ta, và không một loài vật nào được bén mảng nơi hẻo lánh biệt lập trong khu rừng đó. Mỗi ngày mụ tìm cách để ra khỏi khu rừng, như khu rừng như mê cung, lại đưa tiên đen trở lại chỗ cũ. Dù mụ có đi đâu đi chăng nữa, một hôm khi mụ buồn bã đi lang thang một mình, một con dơi bỗng nhiên xuất hiện phía trên. Bà là một nàng tiên đúng không vậy? Bà làm gì một mình ở một nơi hẻo lánh này của khu rừng chứ? Thượng đế cầm tụ ta ở đây vì làm những việc xấu cho các tiên khác. Việc xấu là cái gì vậy? Con dơi thấy sung sướng khi tiên đen kể về những điều xấu xa mụ gây ra với những nàng tiên tốt bụng, vì đó tin rằng cái ác là năng lượng mạnh nhất. Nếu người muốn trở nên mạnh mẽ, người đã đi đúng hướng rồi. Nếu người đồng ý nhận tôi làm hầu cận, tôi sẽ ban lại cho người những bùa chú ma quái. Bùa chú ma quái? Như những bùa chú có thể cứu ta khỏi tình trạng này? Đúng vậy. Con dơi đưa cho tiên đen chiếc nhẫn. Ngay lúc tiên đen đeo chiếc nhẫn, những đám mây đen tụ lại trên bầu trời, các tia sét đánh vào các cây và tiếng cười vọng lại từ chiếc nhẫn. Khi tiên đen nhìn vào nhẫn, mụ thấy hình ảnh mình mạnh mẽ và quyền năng trong tương lai. Do đó mụ đồng ý nhờ con dơi làm hậu cận. Năm tháng trôi qua, tiên đen nhờ có sức mạnh của chiếc nhẫn đã xây cho mình tòa lâu đài bằng gỗ trong nơi xa thẳm của khu rừng, và con dơi Blacky bắt đầu sống với mụ ta trong lâu đài. Khi tiên đen thấy qua chiếc nhẫn tinh hoàng đế và nữ hoàng có con, mụ tức giận điên cuồng bởi mụ không được mời đến vương quốc như những nàng tiên tốt bụng khác. Hôm đó mụ tự hứa với mình rằng mình sẽ không thể thất bại những ba thuật yếm lên công chúa. Blacky, ta muốn khiến công chúa phải hối tiếc vì đã mở mắt. Tôi có kế hoạch rồi, thưa chủ nhân. Blacky giải thích âm mưu mà nó có trong đầu với tiên đen từng chi tiết. Khi mặt trời khuất bóng và những vì sao lấp đầy bầu trời, tiên đen xuất hiện trong giấc mơ của Sunshine bằng phép màu của chiếc nhẫn. Tỉnh dậy đi công chúa, các chú chim đang đợi để được giải cứu, nàng phải giúp chúng. Sao cơ? Đã có chuyện gì, đã xảy ra gì? Tiên đen giải thích rằng tất cả các loài chim trên trời bị yếm phải một bùa chú ma quái, và chúng không thể bay vì chúng bị bao vây bởi những cành cây khô. Chỉ nàng mới có thể cứu chúng. Nhanh lên, hãy dậy đi và chạy ngay vào rừng. Sai sợ hãi tỉnh dậy giữa đêm, nàng vội vã bỏ đi để cứu các loài chim mà không cho ai biết. Khi nàng đi vào rừng, nàng thấy các loài chim đang hoảng loạn quanh một cành cây khô của một cây lớn. Nàng đang định trèo lên cây thì tiên đen xuất hiện từ trong sương mù. Bà là tiên trong giấc mơ của ta. Bà làm vậy với các loài chim đúng không? Nhưng tại sao? Nếu công chúa không chui vào cái hốc của cây, các loài chim sẽ không bao giờ hót hay bay được nữa. Sai đồng ý chui vào hốc cây để cứu các chú chim. Nhưng ngay khi công chúa chui vào hốc cây, các cành cây đâm ra và nhốt công chúa lại bên trong. Tiên đen, ta đã làm như bà yêu cầu rồi, hãy thả các chú chim ra. Chim ư? Chim nào? Lúc đó các chú chim trong các cành cây biến mất ngay tức thì. Thấy chưa, không có con chim hay con thú nào
có thể tới nơi hẻo lánh này của khu rừng. Công chúa ạ, tất cả chúng là giả. Chỉ có ngươi sẽ ở đây mãi mãi đơn độc. Sunshine không biết phải làm gì trước cặp bẫy nguy hiểm của tiên đen. Dù cố gắng mọi cách nhưng công chúa không thể thoát ra khỏi những cành cây. Sáng hôm sau, hoàng tử không tìm thấy Sunshine. Chàng rất lo lắng. Thấy chàng như vậy, chú ngựa trắng Luna đã đến cạnh chàng. Hãy leo lên lưng tôi, chúng ta sẽ đi tìm Sunshine. Lần theo mùi hương của nàng, Luna bay vào khu rừng bí hiểm. Với đôi cánh thần kỳ, khi nó nhận ra mình ngửi thấy mùi hương của công chúa, ngay lập tức nó hạ xuống mặt đất. Nhưng sự im lặng và bóng tối của khu rừng khiến cả hai đều hoảng sợ. Một lúc sau, họ thấy Sunshine bị mắc kẹt trong hốc cây. Sunshine, công chúa của ta, đừng lo, chúng ta sẽ cứu nàng. Ôi, hoàng tử của ta, ô, cả Luna nữa. Luna dang rộng đôi cánh sặc sỡ và rải các bụi phép màu lên toàn bộ cây. Các cành khô gãy từng cành một và rơi xuống đất. Giờ đó Sunshine thoát khỏi hốc cây mà nàng bị mắc bẫy. Ôi, em tưởng mình không thể nào thoát ra khỏi đây. Cảm ơn chàng rất nhiều. Hoàng tử và công chúa trở về vương quốc cùng Luna. Cả Sunshine và hoàng tử biết rằng sức mạnh thực sự không bao giờ nằm trong cái ác, mà nằm trong tình yêu và tình bạn. Tiên đen mặt khác không thừa nhận mình thất bại, mụ vẫn tìm kiếm các âm mưu mới để phá vỡ tình yêu và tình bạn.